rằng các bạn đang vô cùng thắc mắc về mức án dành cho tên nghi phạm đã chặt xác cô gái rồi nhét vào vali là gì. Vậy chúng ta hãy cùng nhau theo dõi. Những ngày qua, vụ án cô gái bị đồng hương giết hại nhét vào vali vẫn chưa lắng xuống. Trước sự việc dã man trên, mọi người đã vô cùng phẫn nộ và đề nghị kẻ ác phải chịu mức án cao nhất. Mọi người hoang mang trước thông tin đối tượng này sẽ được dẫn độ về Trung Quốc. Liên quan đến vụ án cô gái Trung Quốc bị nam đồng hương giết hại, phân xác bỏ vào vali thả trôi trên sông Hàn, vào chiều ngày 9 tháng 2 trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định không có chuyện dẫn độ nghi phạm Xiao Guibin sinh năm 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc về Trung Quốc để xử lý. Đối tượng này sẽ được Công an thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, theo Điều 274 Bộ Luật Hình sự năm 1999, theo quy định pháp luật hiện hành của nhà nước ta, trừ người có thân phận ngoại giao được miễn trừ trách nhiệm hình sự, còn lại chính sách xử lý về cơ bản không có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam. Tuy nhiên, người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ở Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ở lại Việt Nam trái phép. Liên quan đến quá trình điều tra, Đại tá Trần Mưu đưa thông tin Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can mà đang tạm giữ hình sự đối tượng Xiao Guibin để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người của hắn. Riêng Quyên Ly, người yêu của Xiao Guibin đang được cơ quan cảnh sát điều tra giám sát tại nơi cư trú để tiếp tục điều tra mối liên quan của đối tượng này trong vụ án. Như đã đưa tin, vào sáng ngày 7 tháng 2, người dân phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn được bỏ trong vali trôi trên sông Hàn. Nữ nạn nhân được xác định sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch. Đến khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 2, Công an Đà Nẵng đã đột kích vào một căn nhà trên đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, bắt giữ nghi can gây án là Xiao Guibin. Đây cũng chính là nơi đối tượng đang thuê trọ. Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân biết bạn trai của cô bạn thân là Quyên Ly thường đánh bạc thắng, nên tham gia góp tiền để Xiao Guibin đánh bạc và sẽ chia đều số tiền thắng thua. Sau đó, khoảng 16:30 ngày 6 tháng 2, nạn nhân đến số nhà 14 Trương Văn Hiến để đòi tiền và xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Xiao Guibin đã dùng dây thừng siết cổ nạn nhân tới chết rồi phân xác, cho vào vali và túi ni lông. Sau đó, nghi phạm dùng xe máy chở một phần thi thể nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn, vứt xuống sông Hàn, rồi đem phần còn lại ở vali đến cầu Trần Thị Lý, ném xuống sông Hàn. Vậy nên những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Pin News lần này. Các khán giả của Pin News, nếu các bạn có đóng góp ý kiến nhớ like và comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.